5 điều cần làm vào thứ sáu để thành công hơn. Thứ ba, thiết lập lịch trình và danh sách việc cần làm cho tuần sau. Đây là hoạt động cá nhân, không nhất thiết bạn phải chia sẻ trong nhóm. Hoặc bạn có thể chia sẻ cho các thành viên khác hay chỉ riêng người quản lý, tùy vào văn hóa và đặc điểm của nhóm bạn. Bạn cần lưu ý các hoạt động có hạn cuối vào tuần sau, hãy đánh dấu và ghi nhớ. Việc lên kế hoạch sẵn cho tuần sau giúp bạn thoải mái và tận hưởng thời gian cuối tuần. Khi đã có sự chuẩn bị thì bạn cũng có tinh thần hào hứng khởi đầu ngày thứ hai với nhiều năng lượng và tâm thái sẵn sàng làm việc. Thứ tư, thực hiện một hoạt động vui vẻ vào thứ sáu. Nếu bạn chưa có sự phân chia rõ ràng giữa tuần làm việc và cuối tuần thì hãy tạo một hoạt động vui vẻ giúp bạn hạnh phúc vào thứ sáu. Điều này đồng nghĩa với việc tự thưởng cho bản thân vì đã rất chăm chỉ trong 5 ngày làm việc. Hoạt động này có thể là một bữa ăn tối ấm cúng, đi uống nước với bạn bè, xem phim, xem kịch, chơi tennis. Những hoạt động vui tươi giúp bạn có một phong cách sống cân bằng, vui vẻ, trân trọng và yêu thương bản thân mình hơn. Cuối cùng là thừa nhận thành tích và sự chăm chỉ của người khác. Người thành công thật sự hiểu rõ những nỗ lực chăm chỉ và đạt thành tích cần trải qua những điều gì, nên họ cũng trân trọng sự nỗ lực của người khác như của chính mình. Sự nỗ lực không dễ dàng, cần rất nhiều sự cố gắng, có kỷ luật với chính mình, vượt qua các thử thách và tinh thần kiên trì không bỏ cuộc. Thừa nhận và trân trọng sự chăm chỉ của người khác, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và hạnh phúc hơn. Họ đến nơi làm việc không chỉ vì công việc nữa mà còn có những người xung quanh thấu hiểu, thông cảm và cùng nhau phấn đấu hướng về mục tiêu chung. Hãy áp dụng 5 điều để ngày càng thành công hơn nữa. Và không quên follow kênh Jen Fang Style.